Ông xã là kiểu là mở cửa đón khách ấy, nghe thấy xe của cô tới một cái là anh ấy đã mở cửa ra anh đón khách rồi. Bonjour papa. Ça va, fille? Oui. Thấy em chồng Mai mặc áo sơ mi, chồng Mai mặc áo sơ mi, wow, viếng lên đi, thô vô. Le fleur. Oui, oui, oui. Super. Ôi là hai người đang chụp đó. Úi dạ đấy. Ông xã là có vợ đó. Úi lò lò. Cả nhà nhìn ông cô nhá. Váy nâu ấy là áo nâu á, giày phải nâu, xong đó giày nâu đó là phải khăn cổ cũng phải nâu. Wow, stylist xong bắt đầu vòng tay vòng chân của cô này, tất cả nó phải có một màu đó. À, cô đang khoe cô mua cái này không bao lâu đấy. Ông xã đang khoe với lại ba mẹ là hôm qua đó em con gì tới bên Úc về rồi là em báo tin vui em có thai đấy đó. Mẹ dạy cô là biết là hôm qua từ nhà Mai tới nhà mẹ cháu ăn cơm á. Thế mọi người hỏi thăm. Mỗi lần mà Mai mà làm nem ấy là gia đình sẽ ăn nem. Bây giờ thì Mai sẽ chiên nem và cho ra đĩa. Mai cho giá đỗ vào, giá đỗ vào mập ngon chưa? Đó, ba chồng vẫn kể lại về ông ngoại của chồng Mai đấy, có nghĩa là bố vợ cũ ấy. Cứ khen là ông rất là dễ thương, cô cũng đang khen đó. Đấy, nem thì Mai chiên lại như này đó, nem của Mai rất là giòn. Đó, Mai có thể cho cả nhà xem nhá. Nào, đó, mình gõ vào cái nem ấy mình biết. Và đây là món viên bê xay đó, là món chính và ăn với cơm trắng. Mọi thứ đã sẵn sàng, bây giờ thì Mai sẽ ra đĩa. Đó, em chồng của Mai mê nem ấy. Có nem mà chị nói dối là không có nem. Đó, cô chú anh chị các bạn thấy không? Mai rất ít khi làm nem á. Mình mà rất bất công. Đó, món nem của Mai đã xong. Đây, người em của Mai đây ăn tham Mai cho 3 cái, còn mỗi người 2 cái thôi. Tại vì đây chỉ là cái món khai vị đó, không phải là món chính. Chứ nếu mà món chính phải ăn đến 5-6 cái, nhưng mà vì món khai vị. À, đĩa của Louis nhá thì không có sốt, tại vì con không có ăn sốt á. Louis đặc biệt. Đó, đây là salad này, xong rồi bắt đầu mới đến giá đỗ, măng, dâu húng, mùi, sốt nước mắm, mỗi người một ly riêng nhá. Ly là cũng như giống như nào. Ok, Mai mời cả nhà ra bán cơm gia đình Mai. Merci. À, nhà Mai bây giờ có hai phục vụ ạ. Ê Lui, đó đó đó, con đó, con chỉ mang mỗi đĩa cho con đấy, bắt đầu ấy lại quên rồi đó Lui. Trước là biết B rồi, trước thì chỉ mang cho con thôi, bây giờ thì biết mang cho mọi người. Hôm nay thì con cũng mang cho con trước. Ông con hai con ăn riêng ấy. Bon appétit la famille. Ô la la. Đó, bà ông xã vẫn còn kể chuyện về bà ngoại đấy, có nghĩa là mẹ vợ cũ của ba chồng Mai đó. Giờ thì Mai sẽ ra món chính. Đây là món thịt bê nhá.
Món chính này thì Mai không phải ra đĩa đó, nên là Mai ra bàn luôn. Giờ thì Mai cho thêm một chút hành mùi vào. Hấp dẫn không? Chút tiêu. Món này thì ăn với cơm trắng nhá. Đây, món chính của Mai đã xong. Hấp dẫn không cô chú anh chị và các bạn? Đó. Sốt này để chút ăn kèm với lại cơm. Đó, Mai cho tiêu hành mùi vào là cái bước cuối cùng. Đây là món viên bê xay nhá. Mỗi một viên này nó khoảng cứ 100g đó. Sau đó là mình sẽ cho vào ăn kèm với cơm trắng thì Mai hay nấu với lại cà rốt và nấm nên nó thơm ngon ngọt. Ok, Mai mời cả nhà ra bán cơm gia đình Mai. Cô chú anh chị và các bạn thấy không? Mai thì Mai hay trêu ba chồng, nhưng mà ba chồng ạ, lúc nào cũng bênh con trai, nói gì cũng bênh con trai. Càng bênh thì Mai lại càng trêu. Mai mời cả nhà ăn cơm gia đình Mai. Cô chú anh chị và các bạn thấy đó, máy quay của Mai để rất xa, nhưng mà khi Mai cắn cái nem á, nó rất là giòn. Mọi người có thể nghe thấy đấy, đó là sự khác biệt mà tại sao nem của Mai làm rất là thành công, giòn, ngon. Và nhiều người cứ nói là Mai khen nem của Mai ngon, nhưng mà tất nhiên là mỗi người có một cách làm khác nhau và họ có một cái vị riêng cho mình. Ông xã đang khoe là gì, chồng có người yêu mới và Mai không biết. Nhưng cái kỹ thuật nấu rất là quan trọng, cũng như cũng giống như là cái pizza đó, nhân giống y như nhau, nhưng mà chỉ cần cái vỏ bánh nó không giòn đó là ăn cái bánh đã thất bại rồi. Đó là cái sự khác biệt. Món này mà ăn với cơm, món chính thì ăn với cơm. On fait le papier avec lui. C'est vrai que c'est une année plus. Et tu es quand on est fatigué. Allez, ben, marionnée. On ne fait pas attention, c'est long. C'est jamais avec Michel. Ça fait un joli plat, hein? Oui. Et pas trop, puis un petit atout. Et t'appelles ça comment ton plat? Voilà. Et ça fait pas de ça? Oui. Papier d'abord. Ah bon, c'est le. C'est le titre de la recette. Ah oui, ça c'est le français là, c'est pas vietnamien, mais du riz vietnamien. Ça. Món bê xay này rất là dễ làm, lâu lâu Mai lại làm á. Đến hôm nay cô lại không có để ý Mai làm món gì, cô hỏi Mai. Mai giải thích cho cô hiểu. Khi cô hiểu cô, món này rất là ngon, nhưng cô chẳng bao giờ cô làm ở nhà cả. Đó, cả nhà thấy không? Mai ai cũng ăn món chính với cơm. Nhưng mà riêng lấy cho ba đấy, ba bảo không, không, ba không ăn là không ăn. Nói chung là ba chồng và ông xã Mai đấy cực kỳ ít ăn cơm. Có nghĩa là nếu không có bánh mì thì mới ăn thôi. Còn bình thường nếu cho lựa chọn là sẽ không ăn. Còn em chồng Mai đấy thì rất thích ăn đó. Ở bên đây họ rất là thật, thoải mái. Họ không ăn, họ từ chối. Ngon, họ nói ngon. Không ngon, họ nói không ngon. Nhưng mà họ không có chê thôi. Họ sẽ nói là họ không có thích. Đó, thì mình sẽ biết là họ không thích, lần sau Mai sẽ không có làm nữa. Lui ơi, là sẽ đi đi chơi với tập lệ. Non, mais si, tu ne veux pas ça? Ah oui, parce qu'ils sont grands, ils sont à la même chose. C'est pas la même chose. Les autres scooters, ils sont à la même chose.
Et hier, ta belle-mère, qu'est-ce qu'elle avait fait à manger? Ah, elle fait qu'elle était bonne. Comme sanglier, mais... Khi cô hỏi hôm qua mẹ nấu gì đấy thì Mai có giới thiệu cái món của mẹ nấu cho cô, nhưng mà Mai không biết tên. Thế mẹ nói là đôm đó, hay là một cái món Provençal gì đó, có cái vùng miền khác. Mai rất là thích. Mai kêu là lần tới đấy mẹ, lần tới thì Mai sẽ hỏi mẹ cách nấu món này để Mai làm cho đại gia đình ăn. Đó, trong bữa ăn của gia đình Mai thì chuyên nói chuyện trên trời dưới biển, như là hôm qua đến với mẹ chồng như nào, rồi mai mẹ ông xã thì kể một ngày diễn ra làm sao, và bây giờ thì nói đến chuyện là ở Pháp thì đang bị thiếu dầu ăn và mù tạt, rất là nhiều siêu thị bị thiếu, hoặc là mình có thể mua nhưng mình được mua cái giới hạn thôi. Đây món mày chờ đợi đây. Đây là cháy cơm nhá. Có đi đâu chăng nữa, sống ở đâu chăng nữa, ở Pháp, ở Mỹ hay ở Việt Nam, thì cái món ăn mình yêu thích mình cũng không bao giờ quên, vẫn trân trọng và vẫn yêu quý. Khi vơ mang gì đi đi, không đi đi, em mẹ, không đi đi. Mai mời cả nhà ăn cháy với Mai. T'as mis de la sauce soja dessus? Non. C'est fort. C'est piquant. Đây nhá, cái format bốc pho đã mở ra như này đấy. Đây là cái mùi này nó rất là nặng mùi như của mắm tôm của mình nhỉ. Đó, ăn xong rồi bây giờ gia đình mình Mai ăn fromage. Công ty đấy, format công ty. Đó, ăn xong rồi ở nhà. Hay ăn fromage. C'est bon avec le vin, délicieux. Oh, j'adore compter si vous voulez, Olive. Un petit bon, oui. Moi, j'étais fait à compter. Si. La semaine, hein? Hein? Vous l'avez trouvé où ce vin? C'est toi qui l'as amené? D'accord. Oh, anh nhìn, nhìn nhá, anh nhìn con ruồi nhắc Mai, giờ Mai làm sao được? Mai ăn bánh mì, Mai thích ăn vỏ, Mai không thích ăn ăn nõi. Mai bảo nhà ăn phô mai. Mai cực kỳ thích ăn phô mai với lại bánh mì. Nhưng mà phô mát công tê. Ông xã Mai say đấy. Say rượu chứ không say tình đâu. C'est toi qui lui a coupé les cheveux. Pas encore. Peut-être ce soir. Si, on a vu sur le. Non, c'est Aimé qui lui a coupé. Aimé a coupé les cheveux. Oui. Ah, les cils. Mai up cái hình mà em mẹ cắt lông mày trong xã đó, thì mẹ mới nhìn thấy, mẹ khoe với ba. Ở nhà Mai thì có mẹ hai có chơi Facebook nên mẹ biết. Thế là ba hỏi, ba nhầm Mai, ba tưởng Mai cắt tóc trong xã đó. Thế là khi Mai nói là em mẹ cắt lông mày cho ba, ai cũng bất ngờ. Ba đang xem em mẹ đó. J'aurais jamais eu l'idée de couper les sourcils de mon père. Ba khen Mai. Cô chưa bao giờ cũng cắt cô chưa giờ cắt lông mày cho bố cô cả. Oui. Moi, mon ami qui a sa maman est morte maintenant, elle avait 90 ans. Je lui disais, j'ai tout le temps des poils au menton. Mais je disais, mais c'est moi qui ai épilé ma maman. Moi. Je lui dis, moi, faudrait que je me trouve quelqu'un pour m'enlever les poils. Moi. C'est comme mon papa venait ici, c'est moi qui prends la route pour lui et moi, je coupe tout le zon pour lui. Ah ouais. Et moi, c'est bien. Les vieux, ils ont des ongles, les orteils, les pieds. Hein. Oui, mais lui, il s'en fout, jamais fait attention. Ah oui. c'est moi qui coupe. Il m'a dit que j'avais bien rangé. Ah ouais. Ah oui, tout à fait bien. Donc on a fait raser comme il faut, on a coupé les poils dans les oreilles, dans les narines. Mais en fait, mais en fait, je m'occupe bien. Moi, j'ai coupé mes ongles.
Mais mon pied, c'est souvent c'est dans le faire pour moi. Ah bon? Oui. Ouais. Chez nous, on a comme ça. Bien. Ah oui. Et quelquefois avant que quelqu'un ça pour moi aussi. J'avais connu ça, un homme qui épile sa femme. Ah bon? Oh non, si, il va me faire souvent pour moi. Ah oui. Oui, Jérémy. Encore? Oui, oui. T'es saoul. Rượu ngon đấy cô, bỏ chứ rót cho cô nữa đi. Cô uống với lại, cô ăn rượu với lại phô mát thì cực kỳ ngon. Này hôm nay này, cho cái đơn là mua lơ cái tây đờ bột thủ. Trước khi mà mọi người tới, ông xã bỏ cái chai này ra uống. Rất thích uống rượu Porto như là Bồ Đào Nha đó. À, uống một hai ly với lại em chồng Mai bây giờ mặt đã đần ra rồi đấy. Đây đây đây. Nhìn anh ấy mà có rượu vào đần hết ra, đần thối ta. Chắc vào mua cho su được á. Hôm nay khi say say thì mới dám lấy cái áo sơ mi mặc cái chứ nếu mà tỉnh thì không lấy đâu. Ok, trong hai xin dừng video ở đây để gia đình cùng nói chuyện với nhau. Mai thì chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn cuộc sống ở cuối tuần này nhà Mai. Trong Mai xin dừng video ở đây. Nếu cô chú anh chị và các bạn yêu thích video của Mai chia sẻ cho Mai một like, comment và nhớ đăng ký kênh ủng hộ Mai nhé. Cảm ơn mọi người. Bye bye.